xăm này tí hơn nha các bạn, bằng cái điếu thuốc rồi, nhỏ hơn điếu thuốc luôn, rất là nhỏ. Đây điếu thuốc này. Mình so sánh cho các bạn coi nha. Càng nhỏ xăm càng cực nha các bạn, và càng nhỏ là xăm thoải mái luôn, đòi hỏi phải chuẩn thẳng hàng, cho nên là nhỏ là phải bật đèn phải sáng, von nhỏ, búng từ từ. Chị này chị không thích hình lớn nha các bạn. Đúng ra nếu mà cái hình mà không có chữ nó còn nhỏ hơn điếu thuốc nữa đó. Không có chữ cho còn nhỏ hơn nữa, chữ nó từng cái chữ dài thôi. Xin chào các bạn, xin lâm chim nha. Xin lâm thay lời chỉ phương tiện nhau bạn 3 má Thích Hồng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Thì chị Cherry Nguyễn nha. Anh Chí Minh nha. Anh Tân Khiêm Nhân. Chào tất cả 41 người đang theo live stream nha. Trang Tỷ Trần nha. Anh Huy Rùa, chào tất cả mọi người đang xem live stream nha. Anh Trọng Nghĩa, anh Khoa Thanh Võ nha. Chào anh John Hoàng, chào tất cả 45 người đang xem live stream nha. Sau lưng thầy là địa chỉ của tiệm nhau bạn 33 Thách Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Xung quanh ra là những anh học viên của tiệm nhé các bạn. Chào anh Cương Nguyễn nha. Chào chị Mai Đào nha. Chào Nhật Kệ nha. Anh Trương Thanh Nhã. Chị Kim Thủy nha. Chào anh Lương Tài.
Anh Quốc Huy nha. Chào tất cả mọi người đang xem với chim nha. Thầy mình đang làm tác phẩm bít lưng cho chị hot boy nha. Giờ hot girl nha bạn. Nhâm lạnh xíu thôi. Chào anh Bi Black nha. Bi Black chúc chú và các bạn buổi trưa vui vẻ. Anh Hồng Linh Nguyễn nha. Chắc là mọi người đang xem livestream nha. Sau lưng thầy là địa chỉ của tiệm nha bạn, 32 Thích Đức Phường 5 quận Phú Nhuận. Cho anh Quý nha, cho anh Hiếu Bảo. Cho anh Hoàng Khôi nha. Chào anh Ân Thiên nha. Cho anh Lê Thành Trung. Cho anh Trà Tấn Tài. Quang Lực dự kiến mấy tiếng mới xong thầy? Thành Minh Nhật nha. Anh Dấu Ba Tàu nha. Anh Thuyền Nguyễn.
Cho anh Phạm Thành Thiện nha. Cho anh Nguyễn Tâm. ART Apple. Quay gần lại được không anh cameraman? Cho anh Minh Tuấn nha. Anh được chưa, thấy chưa? Anh thấy gì cho anh ơi? Cho anh Ngựa Cù nha, cho anh Trần Duy. Cho anh Nguyễn Ninh Kiệt nha. Nguyễn Minh Tâm thầy hôm nay có đèn luôn. Chói lắm rồi. Tao thấy chói đâu. Trong điện thoại nó chói. Ừ. Trong điện thoại nó chói. Ok. Đây.